Trong phần đầu, chúng tôi và cô Julie Su đã bàn về tại sao một số phụ huynh lại thờ ơ và một số phụ huynh rất là e dè, không muốn con mình học thêm một cái sinh ngữ nào nữa trong trường, tại vì sợ nếu mà học thêm tiếng Việt hay tiếng Tây Ban Nha hay là bất cứ một cái ngôn ngữ nào đó thì cái tiếng Anh của con mình nó sẽ bị chậm lại. Thì cái đó là không chuẩn, có đúng không ạ? Dạ, giống như chúng ta đã theo nghiên cứu là không chuẩn là một. Thứ hai nữa, chúng ta nên để cho trí óc của các con trẻ, nhất là những con trẻ lớp mầm non, lớp 1, lớp 2, trí não của các con em nó rất là rộng lớn, bao la. Các cháu có thể tiếp thu nhiều hơn chúng ta là những người ông bà hoặc là phụ huynh nghĩ đến. Cho nên chúng ta cần phải có cái sự tin tưởng. Tại vì đây không thể nào chính phủ lại bỏ ra những cái số tiền để cho những người này nghiên cứu. Và sao như lời cô Julie Su đã chia sẻ là chương trình này không phải có một năm, một tháng mà có được, mà là duyệt qua trong 9 năm mới được hình thành. Đây là một chương trình rất là miệt mài, rất là lâu và có bổ ích cho các con em. Nếu mà cái di sản văn hóa, phong tục, cổ truyền của chúng ta mà không được nói đến bằng cái ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Việt thì cái đó là một cái sự thiếu sót rất là nhiều. Julie nghĩ như thế nào? Dạ, dạ con đồng ý với cô. Thì cái ngôn ngữ tiếng Việt mình là hiện tại bây giờ là cũng là khá là rất là được tiếp thu được nhiều bằng nhiều nơi, nhất là ở trên khu học chánh với lại là cái vùng Garland của mình. Nên là nếu mà mấy đứa em mà lớn lên là mà được biết hai thứ tiếng ở cái ngôn ngữ mà biết đọc, viết và hiểu thì cái tương lai của mấy đứa bé sẽ rực rỡ hơn. Với lại là cái sau này sẽ theo mấy cái những đứa em khác thì có hai ngôn ngữ hơn là một ngôn ngữ. Vẫn cái thành tích nó vẫn cao hơn. Dạ. Hơn nữa không bao giờ là quá sớm để bắt đầu nói chuyện với trẻ em của chúng tôi về sự sẵn sàng cho trường đại học, sự nghiệp và có thể vào quân sự nữa. Dạ, dạ phải. Đây là một con đường rất là rộng mở mà cái tiếng Việt của chúng ta là nó rất đẹp. Chúng ta không thể nào bỏ qua cái cơ hội này, cho nên lời kêu gọi của chúng tôi từ Ti Học Chánh là quý vị, nếu quý vị là ông bà, cô bác hoặc là cha mẹ của các 2.200 học sinh này thì nên hưởng ứng chương trình này bằng cách gọi điện thoại nếu có thắc mắc 972-494-8994 hoặc là có thể email về cho Julia Su để Julia có thể trực tiếp hướng dẫn. Hay là mỗi khi, what about when we have community town hall meeting, community event, gathering from church or temple, community block party, anything at all, then do you and GSD mind to come out to talk to your community about this? Yes, indeed. That's the only way that I feel like there's so many things, so many opportunities for us to help GSD, because GSD and the educators, they cannot do it on their own, by themselves. Yes. The parent has to step up and do more. Ngoài ra thì cái song ngữ này có thể phát triển ngoài cái sự giảng dạy để nhắc nhở các học trò về văn hóa và di sản, mà GSD không những là chỉ giúp cho các em better themselves by having more than one language, which is English. We are in America. We need to speak English. That's number one, must, not an option. Secondly, chúng ta có thể dùng nó để tuyên dương các em học trò, cũng như là cội nguồn của các em. Thì đây là một cái cơ hội ngàn vàng. Thì trong cái chương trình mà Julie đã được nghiên cứu về não của các em, về cái sự cần thiết cho cộng đồng người Việt Nam, tại cộng đồng mình đông người Việt ở đây, và đã đóng góp rất là nhiều mà bất vụ lợi. Thì ngoài ra Julie cần gì, hay là những gì Julie có thể chia sẻ đến chúng tôi?
Dạ, thưa cô, cũng như cô Jennifer nói là ngoài nhân viên của khu học chính với những giáo viên ở trên đây thì cũng cần sự phối hợp với sự ủng hộ của từ phụ huynh với cộng đồng ở người Việt ở trên thành phố của mình đây. Thì theo luôn nay thì ngày 10 tây tháng 6 thứ hai sẽ có một cái cuộc họp mà chẳng hạn như là cho phụ huynh có thể tới mà để cho ý kiến với nhau. Thì dự kiện đó thì là mình gọi là Community Input Summit, là bắt đầu từ 6 giờ tới 8 giờ tối, thì mong muốn là phụ huynh có thể tới mà tham khảo mà với lại là cho biết ý kiến, và có thể là cho khu học chính trên này biết là có thể đáp ứng nhu cầu của phụ huynh với cộng đồng của người Việt mình. 6 tới 8 giờ chiều tức là tất cả các phụ huynh hầu như là đã đi làm về được rồi. Dạ, ngày đó là ngày nào Julie? Dạ 10 tây tháng 6. Dạ thứ hai. Thứ hai 10 tây tháng 6. Yeah. June 10. Yeah. Là Monday. Dạ dạ phải. Monday. Kính thưa quý vị, Julie Su vừa mới chia sẻ thêm một thông tin rất là đặc biệt mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có bổn phận là những người trường thông truyền thanh cần gửi đến quý vị cái tin nhắn này vào ngày thứ hai June 10, tức là ngày thứ hai 10 tây tháng 6 là sẽ có một cái buổi community input, tức là hội thảo để lấy ý kiến từ mọi người mọi giới, không phân biệt chủng tộc hay là giới tính. Yeah. Có đúng không ạ? Dạ dạ phải. Không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giới tính. Chúng tôi mời tất cả mọi người, nếu quý vị là những community leaders, những faith based, yeah, thì nên participate on that community input. Because if you know something, you want something, you don't speak up, that's your loss. You hear something, you want to know more about something, call and ask. And be at Monday Community Input on June 10th from 6 p.m. to 8 p.m. Hopefully I will be there. Yes. Hopefully I will, yes, be there. So tất cả những phụ huynh hay là những giới lãnh đạo tinh thần, yeah, cộng đồng ngoài kia, nếu theo dõi chương trình của chúng ta, thì đây là một nhịp cầu tiếp nối, có thể liên lạc trực tiếp và, yeah, Julie sẽ giải thích rõ hơn, yeah, yeah, qua số điện thoại 972-494-8994. Yeah. Ngoài ra, thì trong cái quá trình vừa qua, chương trình giảng dạy tiếng Việt tập trung vào học thuật ngôn ngữ và văn hóa. Đó là ba cái điểm chính, có phải không ạ? Yeah, yeah, học right. thuật ngôn ngữ và văn hóa. Yeah. Chẳng hạn như là dạy các em đánh vần. Yeah. Dạy đến vần, rồi dạy các em phát âm, yeah, yeah, phải. Tiếng Việt cho nó chuẩn. Yeah. Thì những người giáo viên nào sẽ dạy các em trong chương trình ngôn ngữ tiếng Việt này ngoài Julie? Yeah, những giáo viên mà dạy mấy đứa em là có bằng của đại học với lại là bằng cấp của tiểu bang cho ra mà có thể mà dạy được song ngữ Anh Việt. Phải có cái certificate đó, yeah, mới dạy, yeah, được. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Thì tức là các cô giáo viên này cũng là cô hay cậu ông giáo viên này, dạ, dạ, sẽ là người Việt Nam. Dạ dạ phải. Dạ. Cho nên chúng ta có thể tin tưởng và cho sở học chánh ra lên một cơ hội, give them a chance to prove that they are all for the community. If they are working tirelessly to put out some project, some program that will be beneficial for our community, for our children, then that's our responsibility to step it up and do more. Do not just sit home and, yeah, feel sorry, and then your mind is working for something is not untrue, mm-hmm, unreal. Yes. So, về chương trình giảng dạy đó thì sẽ có những giáo viên người Việt Nam, yeah, phụ trách. Yeah. Và cái lối đánh vần, ngữ vựng cũng như cái lối phát âm thì Julie cũng phải biết rằng chúng ta có ba miền. Việt Nam của chúng ta ba miền, yeah, Nam, Bắc, Trung. Yeah. Thì cô cũng xin hỏi là trong những giáo viên mà dạy chương trình Việt ngữ này, mm-hmm, có một cái combination for ba miền hay là người Nam nhiều hay là người Bắc nhiều? Theo cháu ý biết là cái sự mà giáo trình này đã được hợp tác với giáo viên để dạy mà để lập lên cái giáo trình này, nên là những giáo viên đó đã được học ở bên Việt Nam, cũng đã lớn lên ở Việt Nam, nên là họ biết là cách mà nào mà đúng mà để đáp ứng yêu cầu mà cho những đứa em ở đây học mà biết đọc và viết bằng tiếng Việt mà theo chuẩn nhất mà của tiếng Việt của mình. Nên là khi mà tụi em mà sắp xếp mà cái chương giáo trình này đó, thì tụi em dán mà có thể mà từ ba miền mà chở vô, nên là để
để đáp ứng được cái sự mà dạy học và dạy rồi đọc luôn cái ngôn ngữ mình. Dạ, nếu có thể thì chúng tôi cũng xin Julie Su cũng như là bà Melissa đó có thể lần tới mời những giáo sư, giáo viên Việt Nam đó đến để cho chúng tôi biết. Dạ. Ở đây cũng là một cái nhịp cầu để nếu mà chúng ta gần gũi biết nhau nhiều hơn thì cái sự tin tưởng của mình từ 50% có thể tăng lên 70%. Dạ. Tại vì sau này cái ngôn ngữ của chúng ta, cái lối đánh vần của chúng ta có một chút xíu khác biệt. Dạ. Vì sau một cái thời gian 44 năm, dạ, kể từ năm 1975 đến bây giờ, thì tất cả mọi sự đều có một cái chút xíu gì nó thay đổi. Dạ. Đó là cái ý thiện ý của chương trình Talk With Us, cũng như là hy vọng Julie sẽ đạo đạt đến ban lãnh đạo của chương trình dạy tiếng Việt tại Sở Học Chánh Galen. Dạ. Con xin nói là có thể là muốn là cho các anh chú, bác này, mấy cô có thể mà tuyên truyền cái chương trình song ngữ Anh Việt này của khu học chánh để mình có thể mà nỗ lực hơn là cái chương trình song ngữ Anh Việt mình có thể giữ cái ngôn ngữ và cái văn hóa của mình tiếp tục và tiến tới cho tương lai. Cảm ơn Julia đã bỏ thời gian đến Việt TV Network Dallas ngày hôm nay để góp mặt trong chương trình. Chúc cho Julie được mọi điều may mắn, sức khỏe dồi dào để làm sao cái chương trình này chúng ta sẽ tiếp tục mở cho đến lớp 5. Yeah. Hoặc là sau này chúng ta sẽ mở rộng hơn nữa. Yeah. Mình không thể nói được. Nhưng mà chương trình này có được hay không là tùy vào tất cả mọi người, mọi giới, nhất là quý vị lãnh đạo cộng đồng tôn giáo ngoài kia. Chương trình của chúng tôi đến đây xin được chấm dứt. Xin được hẹn tái ngộ trong các chương trình kế tiếp. Xin trân trọng kính chào.